Hello, xin chào mấy anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bản mod vui vui chút. Bữa giờ cũng không có vui lắm. Thì hôm trước có bạn nhờ mình làm cái mod phun phun ra lửa, phun gì á, là đốt nhà sao á, rõ lắm. Nhưng mà mình tìm thấy bản mod phun ra lửa này nha. Rồi. Ủa, xong đốt được nó. Đó, phun ra lửa. Đó, à, về không? Sao tụi này chạy nhanh vậy ta? Phải chắc chắc dùng để làm xiết cái này, xiết khỉ thôi chứ cũng không có chức năng gì nhiều, đốt xe không được nữa. Nói chung là cái bản này nó đốt xe không được à? Đốt người đột được nha, nhưng mà người trong xe thì đốt không được. Để mình kéo đầu nó ra coi. Đó, ê, phải đốt bên trong á, đốt bên trong á, giật may ra. Đốt bên trong nha, đốt bên trong nha. Để nắm đầu nữa coi. Đây. Ủa sao gặp chạy, tụi này chạy nhanh đi ta. Hả? À đó. Họ đốt bên trong được. Đốt vào dưới gầm xe đấy. Kiểu đốt dưới gầm xe đấy. Hơi kỳ. Mod này nó hơi kỳ chút nhưng mà đốt được. Mà kiểu là lửa. À, các bạn phải đè vô nha. Đè lửa mạnh luôn. Đè nút vô, đè nút phun lửa vô thì nhà xe nó mới cháy nha. À, chả bà nội nó tung quay rồi. Thì để thử mình sẽ chuyển thành một nhân vật khác coi thử có đốt được không nha. À, không phải nhân vật đâu, chuyển thành con đi, con vật đi. Chip là con gì à? Ông khỉ. Khỉ thì chắc đốt được. Khỉ có hồ hàng với con người mà. Ôi, tác hại của vụ đốt này nó cũng kinh nha. Con bò nè, bò phun lửa. Bà nội con bò yếu sọt cái trời, tung cái ngã vậy. Ồ, phun dưới nè. À, bò này mới phun đúng đúng là phun phun. Giống như diệt cỏ vậy ta, phun thuốc từ sâu diệt cỏ vậy. À, mình phải dùng đến tay cầm rồi. Nếu vậy thì mình phải di chuyển bên tay cầm á. À, để kết nối lại tay cầm. Đó. Kết nối tay cầm nha. Coi tự đốt được không? Không đốt được vậy.
À đốt được, đốt bánh á, đốt bánh đâu mới được. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ê, vậy là các bạn cũng có thể không cần phải mod nữa, con rồng nữa. Nè cáo này, cáo phun lửa được luôn nha, động vật là đều phun được, nói chung là động vật thì phun được hết. Để coi thử cái, để coi rồi người khác thì phun được không? Ok phun được hết, thì các bạn phải đè nha, đè nút á, cái nút thì nó mặc định của mod là cái ấy, cái nút bay á, cái nút bao xi á, cái nút dừng á ở trên góc cùng trên cùng à, ở góc trên cùng lắm. Nó đốt được, đốt được, đè vô thì nó đốt được. Rồi, đè vô đốt được hết nha. Bà nó bị tung hoài. Bà nó bị tung hoài ấy. Để mình bó thành Superman thử coi. Thì cái sự được là dữ, thì coi thử mình có đốt được không nha. À đốt được nha, đốt được. Giống xích khỉ quá. Rồi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình hướng dẫn cái bản mod này nha. Để mình out ra coi. Đây. Thì cái mình nói luôn, mình cũng nói luôn rồi chứ. Thì cái bản mod này nó có hai file này thôi. Rồi mình sẽ để hai file này dưới video ha. Nhưng mà nếu mà vô mod vô xong mà bị văng game á, tại vì mình ấy rồi, thì tại vì thằng tác giả của cái bản này nó nói chỉ cần cái rip hút 5 này thôi, nhưng mà khi mà bạn mình mod vô mình chơi á, mình chơi chút cái nó bị văng ra, thì các bạn phải làm cái ở dưới mỗi clip nha của mình đều có, thì các bạn lưu ý giùm cho mình, thì ở dưới cái phần lưu ý này nè đó, thì đều có 3 file fix lỗi văn game. Thì cái lỗi văn mà khi mà mod cái này vô á, cái mod phun lửa này nè, thì nó không hiện cái thông báo gì đó, thì các bạn fix trên lỗi cái clip này nha. Đó, cái clip fix lỗi văn game của mình này đó, cái clip này là clip gì nè, quốc dân luôn á, dành cho những cái bạn mà mới mod, thành là mod lâu rồi, mod cỡ nào các bạn mod một cái phim, các bạn mod nào mới ấy, thì chắc chắn là cũng phải cài lại cái này để cho nó chắc ăn ha, đỡ phải găng game ha. Rồi thì nó, các bạn muốn fix lỗi văn game thì cứ coi clip này, mình không có hướng dẫn lại đâu, nó mất con thời gian của mình quá. Rồi thì cái bản mod này nè, thì nó chỉ có hai file này, thì các bạn cứ giải nén ra hết ha. Mình sẽ để link ở dưới video nha, để mình rút cái tay cầm ra coi, cầm này nó phá quá. Này là múa lưỡi xích khỉ á, thì các bạn cứ giải nén cái hai file này ra. Rồi thì cái hai file này á, thì trong hướng dẫn á, thì nó chỉ cần kêu bạn là copy hai cái file này, nó không cần copy cái suột này đâu, vô trong GT5 ha. Nhưng mà trước khi copy á, thì mình có rồi nha, trước khi copy thì các bạn phải coi cái này nè, cái mã này là mã key của mình nè, cái mã gõ phím để mà phun lửa nha, phải đi vô nó mới cháy được,
nó phun nó mới cháy ha. À, thì các bạn vào readme nè. À, các bạn vào file readme á, các bạn này thì có file rồi mình mở. Các bạn coi này đó, cái nút bao nó trong demo của nó này, cái ban đầu nó là không không x 0x13 thì là nó là nằm ở nút bao là nó nằm trên cái nút mà chụp hình á, cái F12 rồi cái nút VinFast rồi lock là nút bao á, nút bao và nút tạm dừng á. Ha. Ở trên bàn phím là nút bao, nhưng mà các bạn cũng có thể chỉnh lại được khi nó phù hợp với mình ha. Thì một là các bạn gõ Google này, các bạn gõ cái video keyword cái code ha, video cái code đó. Hai là các bạn vào đường link này, bà nợ nó phức tạp hơn, khó cái này khó khăn ghê á. Rồi cái này nó chạy tuột 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 két kìa. Rồi thì hai là bạn vào cái đường link này đó à, thì nó cũng là chung một đường link luôn ha. Làm mất khùng. Hai là các bạn vào cái đường link này nha. Thông cảm nha các bạn, mình đang cũng còn đang làm á. Hai là các bạn vào đường link này, thì các bạn xuống, các bạn search cái nút bao bao này, đó là cái này ha. Thì các bạn có thể thay đổi cái phím của mình cho phù hợp, giống như là vì mình thay đổi phím B, phím B có dùng cái gì không? Thì mình hồi nãy mình thay đổi phần phím chấm hỏi đó, thì mình copy cái này. Còn các bạn có thể thay đổi cái phím nào mà nó thuận tiện cho các bạn ha, Alt là gì đó cũng được, thì mình thay đổi thành chấm hỏi thôi ha, mình thay đổi thành chấm hỏi thì này thì mình đổi lại thôi. Còn các bạn muốn đổi nút nào thì cô coi trên cái bảng này nha đó, các bạn xóa đi đổi lại lưu lại thôi ha. Đó xong rồi các bạn copy hai file này này dục vô trong GT5 đó nè, nó nằm trong đây này là ok. Sau đó rồi các bạn cứ vào cái rip 5 này, các bạn copy cái pin này này cũng dục vô trong GT5 luôn rồi là ok. Cái ribbon này rất quan trọng nha. Nói chung là cái khi mà các bạn tất cả bài mod luôn là hầu như là phải dùng đến nó. Thì cho nên các bạn phải copy cái file đó nha. Thì nếu mà vô trong game chơi đó, bị văng á, thì hồi nãy mình cũng có nói rồi, các bạn fix lại lỗi văng game nha. Mình không có hướng dẫn fix luôn đâu. Người nói chung là hướng dẫn hoài nó cũng hơi bị lòng vòng. Đó. Thì ok đó, chỉ cần hai file đó thôi. Khi mà vô vô thì các bạn vô trong game thì mod nhân vật nào cũng được, nhân vật nào cũng phun được ra lửa. Đó. Thì đó. Các bạn muốn bay ha. Rồi, đó. Muốn làm gì làm. Cái này nãy giờ mình quên là mình không có chuyển thành màu. Tự nhiên chỉnh giờ lại là thành buổi tối biết. Hướng dẫn mod là phải để buổi sáng. Rồi đó. Có siêu nhân siết khỉ á. À. À, đó. Vậy thôi. Nhân vật nào cũng được, vậy cũng được hết đó nha. Con bò, con chó, con heo, con cá. Để mình thử con cá heo thử. Superman tắt đi.
Để mình thử con cá heo nữa nha. Animal. Thôi, animation chứ. Animal mới đúng nè. Dolphin. Rồi. Ôi. Cá heo phun biểu nha. Đó ha. Thì mình có thể đi diệt những con cá khác. Được không? Đâu có cháy đâu. Phun cho vui thôi chứ còn. Rồi, vậy đi ha. Ok, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Nếu thấy hay thì có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh của Hoạt Gaming để coi những clip mình hướng dẫn mod khác ha. Ok, bye.